cái à, câu chuyện đó là, đó là chủ đề thứ nhất nhé bây giờ chúng sẽ vô chủ đề thứ hai thực ra là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là câu chuyện về Uberfile về cái vụ à, tiết lộ các cái nguồn tài liệu liên quan đến các cái hoạt động mà giao dịch tạm gọi là giao dịch đi ha giao dịch cầm bàn à, giao dịch phi pháp của Uber trên quy mô là toàn thế giới đây, chúng các bạn có thể thấy à, sự kiện này, thấy, uh, sự kiện này uh, sau khi uh, mà nó đã được tờ Daily Mail của Anh uh, tiết lộ thì rất là nhiều các cái tờ báo lớn, uh, các cái hãng thông tấn lớn ở trên thế giới họ đã liên tục đưa cái thông tin này. thì như các bạn có thể thấy trên màn hình á, uh, đây là một cái bài báo, uh, bài báo được đăng ở trên trang uh, Politico, uh, Politico là một cái trang báo nghe cái tên này chắc các bạn cũng đoán được nó có cái gì đấy nó liên quan đến chính trị một chút xíu à, mình nhớ không nhầm là cái trang này ở mỹ thì mình cũng hay theo dõi cái trang báo này đấy là họ viết uh, họ viết cũng họ viết bài ấy, là cũng rất là tốt cũng kiểu chuẩn mực uh, nói giống giống như kiểu báo nhân dân ở việt nam ấy, theo cái cách nào đấy thì mình thấy là họ họ viết bài ấy, gọi là chủ đề ấy, rất là đa dạng mà tương đối chuẩn mực chứ cũng không có chạy theo các cái chủ đề lá cải Đấy thì bạn nào thích có thể theo dõi cái kênh này ở kênh politico.com một cái bài báo khá là lớn thì các bạn có thể thấy bài báo trên hình này Đó. có rất nhiều bài báo nói về vụ này mọi người đây đây là bài báo được đăng vào ngày 10 tháng 7 10 tháng 7 tức là cách đây khoảng 9 ngày Đó, tức là khoảng thứ hai của tuần trước đúng không thứ hai tuần trước đây để xem ha Đó, bài báo này đây, tự báo nói cái gì đây, à, tự bài báo nó dẫn ra một cái câu của uh, các giám đốc nha, câu này là câu của các giám đốc tự miệng của các giám đốc của Uber nói luôn là we are just fucking illegal, illegal, đấy các bạn thấy không, là dịch uh, là cái gì nhỉ, à, cái chữ fucking đấy là uh, thì đấy các bạn biết rồi nó bậy bạ đấy nhưng mà đấy là họ chính các giám đốc của uber họ đã thừa nhận là công ty của họ đã hoạt động bất hợp pháp chính miệng các giám đốc của họ nói thì cái tài liệu này nó đã tiết lộ các tài liệu bị rò rỉ cho thấy uber đã cản trở cảnh sát và cản trở hoạt động của cảnh sát đồng thời à, bí mật tiếp cận để gọi là rù quến, lôi kéo các chính trị gia của các nước sở tại. Đấy, như vậy nó có nó nó có hai cái mục nhỏ trong cái tự đề này. Thứ nhất là cản trở các hoạt động điều tra của uh, cơ quan uh, tư pháp, cảnh sát uh, cái đất nước sở tại và thứ hai là họ tiếp cận những cái người làm chính sách, các chính trị gia để lobby, để vận động hành lang, uh, để hợp pháp hóa các hoạt động của Uber ở các quốc gia đó. Thì như hồi hôm trước mình uh, trong cái buổi đập hộp Ohio, thương vụ Ohio, cái app liên quan đến uh, giao dịch bất động sản đấy, uh, trong sắc tanh mùa việt nam mùa năm ấy, thì mình có đề cập đến cái mô hình uh, mô hình hoạt động của uber nó là two sided, uh, two -sided marketplace hoặc là three sided marketplace two sided đó là cái phía của uh, uber đến giữa một bên là tài xế và một bên là uh, người gọi xe đúng không đó là two sided còn trong cái tình huống mà gọi đồ ăn thì sẽ Uber đứng giữa, rồi cửa hàng ở một bên, người mua đồ ăn ở một bên và tài xế ở một bên, tức là sẽ tạo thành một cái tam giác thì sẽ gọi là three-sided marketplace. Thì mô hình hoạt động của Uber trong cái hệ thống kinh tế chia sẻ này á thì nó sẽ được gọi là two-sided hoặc three-sided marketplace hay là network theo cái kiểu đấy. Thì trong cái buổi hôm đó mình cũng đã đề cập á khi mà nói về cái sự khác biệt ở giữa Uber và O2O á, bởi vì CEO của O2O họ nhận họ là Uber trong ngành môi giới bất động sản, thì mình mới dẫn ra cái cách hoạt động, cách thức hoạt động của Uber như thế nào để cho thấy là từ đó thì cái cách hoạt động của Uber và của O2O nó có giống nhau hay không? Trên so sánh O2O và Uber thì có có hợp lý hay không? đấy buổi hôm đấy thì đã đề cập đến chuyện đó, thì uh, trong buổi hôm đó mình có đề cập uh, trong cái một trong những cái phần quan trọng trong cái quá trình hoạt động và phát triển của Uber đó là họ phải mở rộng thị trường, mở rộng cái mô hình kinh doanh của họ đến các cái quốc gia khác nhau trên toàn thế giới và trong cái quá trình đó thì có một cái phần hoạt động hay có thể nói là một phần chiến lược không nhỏ trong cái hoạt động của họ trong cái nhà quản trị của họ đó là chiến lược lobby tức là vận động hành lang đối với cái giới quản trị những cái người làm chính sách các chính trị gia ở các cái địa phương mà Uber mở rộng địa bàn đến đó, để từ đó thay đổi cái chính sách luật pháp ở các quốc gia thợ, sở tại á, làm sao để hợp pháp hóa cái hoạt động của uber thì hôm đó là nếu mà các bạn còn nhớ mình có đề cập đến cái việc đó thì dẫn tới nó là sự khác biệt của ohio và uber đó là cái hành lang pháp lý hoạt động của ohio á, thì cơ bản là nó không không có gì mới không có gì đặc biệt ở trên trên thị trường hết là họ chỉ tham gia chèn vào giữa cái tầng thứ hai và tầng thứ ba nếu mà các bạn còn nhớ trong cái mô hình kinh doanh bất động sản hôm trước mình đề cập thì cho nên là họ không thích có thay đổi họ không thay đổi mô hình kinh doanh họ không tạo ra một cái kết nối mới ở trên thị trường trong khi uber thì họ tạo ra một cái marketplace mới đó và họ tham gia tạo ra cái kết, nối, cái kết nối mới trên thị trường mà ở đó nếu không có sự tồn tại của uber thì hoạt động kinh doanh á, nó sẽ không thể xảy ra được đấy cho nên đó là cái sự khác biệt thì dẫn đến là để triển khai cái mô hình hoạt động kinh doanh mới đó ở các quốc gia khác nhau nó sẽ gặp phải cái rào cản pháp lý ở các quốc gia sở tại như các bạn biết là khi Uber, Grab, à đúng không? Grab mới đến Việt Nam thì Grab cũng đã dính một cái vụ kiện với Vinasun và đồng thời là rất là nhiều các cái hãng taxi truyền thống khác ở Việt Nam. Ở đấy thì mình nhớ không nhầm là Vinasun đã đòi Grab là bồi thường đến cả mươi mấy tỷ, đấy, kiểu thế. Thì cái chuyện ở thời điểm đó nó cũng khá là gây tranh cãi, là bởi vì là Vinasun là một hãng cũng như tất cả các hãng taxi truyền thống khác họ phải tuân thủ đủ thứ quy định pháp lý của các của của người làm chính sách ở Việt Nam các quy định liên quan đến à, bảo trì bảo dưỡng xe rồi ngoại ngoại diện của xe tức là biển rồi phù hiệu rồi logo đó rồi các vấn đề liên quan đến tài xế liên quan đến hợp đồng lao động liên quan đến bảo hiểm cho tài xế rồi các cái vấn đề liên quan đến hợp đồng với khách và trách nhiệm đối với khách hàng tức là họ phải tuân thủ rất là nhiều các quy định khắt khách, khách khe trong cái việc vận tải hành khách đó, đối với một cái công ty à, vận tải khách à, truyền thống ở Việt Nam thì sẽ gặp cái vấn đề khắt khe đó trong khi Grab tới Grab không phải tuân thủ bất cứ một cái quy định nào cả đó, và họ lại mở rộng thị trường rất là nhanh và chiếm mất thị trường của công ty à, taxi à, truyền thống à, và cái vấn đề của Uber cũng chính là như vậy à, Uber cũng đến các quốc gia không tuân thủ bất cứ một cái quy định Uh, truyền thống nào đối với vận tải hành khách ở các cái quốc gia uh, sở tại đấy và họ lại phát triển rất là khủng khiếp thì để để có thể tạo được mà gọi là hợp pháp hóa được cái sự phát triển mà không tuân thủ theo các quy định truyền thống đó thì họ đã chọn một cái nước đi đó là họ lobby họ vận động hành lang đối với các cái nhà quản trị ở địa phương để thay đổi cái luật pháp cho phù hợp với cách chơi mới của họ đấy thì đó là một cái phần rất là quan trọng trong chiến lược phát triển của Uber thì đến cái khi mà cái sự kiện uber này nổ ra đó, thì phát hiện ra là à, Uber họ nếu mà chúng ta chỉ nói cái chuyện đó là Uber đi lobby, người ta hay dùng cái chữ lobby đó là chữ vận động hành lang là đi gọi là gặp từng chính trị gia để vận động họ lên tiếng ủng hộ cho động của Uber đấy, đấy thì nếu mà chỉ nói như vậy thì OK thì cũng cũng được đi, rồi nhưng mà không là họ còn có những cái bước đi mà táo bạo hơn, đó gọi là họ đã có những cái mối quan hệ gọi là bất chính. Để tiếp cận tổng thống pháp emmanuel macron đó, trong cái thời kỳ đầu làm tổng thống đó, để hợp thức hóa cái hoạt động của uber tại pháp khi mà họ đang gặp rất là nhiều rắc rối về pháp lý rồi các vấn đề khác liên quan đến cản trở à, sự điều tra và xét xử của cơ quan tư pháp và cơ quan công an ở các quốc gia đó nữa thì cái uber file này nó tiết lộ ra hết những cái chuyện đó thì, thì từ cái uber file này thì mọi người sẽ thấy ồ Hóa ra là không phải là trước giờ là Uber nói là Uber đi vận động hành lang là nó nhẹ nhẹ sương sương mà họ còn có những bước đi gọi là rất là rất là khủng khiếp. Chúng ta xem xem cái bài báo này nó nói cái gì nhé. Đấy, như là tựa ở đây là chúng ta thấy có hai phần đó là họ cản trở điều tra của cảnh sát. Đấy, thứ hai là à, một cách bí mật là họ rù quến, corset, đó, rù, ừ, rù quến, các cái chính trị gia. Đây. À, dịch vụ uh, đi chung xe, đó, ride share service uh, đang được điều tra sau khi các cái văn bản, các cái email, các bản ghi nhớ và các cái là tài liệu khác tiết lộ cách mà các giám đốc điều hành, các giám đốc điều hành của Uber đã uh, liên quan vào các cái hoạt động đáng ngờ trong suốt cái quá trình mở rộng toàn cầu của họ. Rồi, đây là cái intro. Đây, các bạn nhìn cái dòng chữ này. Đây, một hơn 180 nhà báo đang điều tra, tức là họ đang xem xét đó, họ đang lần dở cái đống đống tài liệu đó, liên quan đến UFO này và sẽ xuất bản một series của các cái bài báo cáo nhằm mổ xẻ hơn 124.000 tài liệu trong các tuần tới. Đấy, các bạn thấy không? là câu chuyện này là câu chuyện nó đã bắt đầu từ tuần trước rồi nha mọi người tức là từ 90 ngày trước rồi nó phải là câu chuyện mới đáng lẽ nếu mình live trong tuần vừa rồi thì nó là câu chuyện mới nhưng mà đến ngày hôm nay câu chuyện nó không mới nhưng tuần vừa rồi chỉ mới bắt đầu thôi là từ Guardian của Anh họ tiết lộ ra là hiện tại là đang có một cái bộ sưu tập 124.000 tài liệu bao gồm các cái bản ghi nhớ các cái file, file doc, file text rồi các cái email liên quan đến trao đổi của các cái giám đốc, các cái quản lý, các cái người điều hành của Uber với nhau và họ uh, nói những cái chuyện bí mật và những cái chuyện mà liên quan đến hoạt động phi pháp của Uber ở nước ngoài. Đấy, thì cái nội dung của sự kiện này như vậy. Nói tóm lại, Uber file là 124.000 các cái tài liệu mật bị rò rỉ của các giám đốc, những người điều hành Uber liên quan hoạt động phi pháp của Uber ở nước ngoài và sự kiện này thì mới bắt đầu chúng ta sẽ chờ xem là uh, trong những ngày này và những ngày tới ha thì sẽ có những cái thông tin chấn động gì khác mà người ta lần dở ra được trong hơn 124.000 tài liệu này rồi đây nội dung của bài báo này viết là Uber đã liên tục lách uh, like các cái quy định cản trở cảnh sát và bí mật kêu gọi các nhà lập pháp mở đường cho các hoạt động đáng ngờ của mình khi mở rộng sang các thành phố mới trên khắp thế giới. Các cái tài liệu rò rỉ do tờ The Guardian của Anh thu được tiết lộ như vậy. À, dịch vụ chia sẻ đi chung xe à, cũng như là cái gã khổng lồ ở thung lũng silicon à, hiện tại đang bị điều tra về hành vi phi đạo đức sau khi cung cấp rất nhiều văn bản, email và bản ghi nhớ các tiết lộ khác cho các hiệp hội. À, các nhà báo điều tra quốc tế. Ôi, mình nhớ không nhầm thì uh, cái International Consortium of Investigative Journalists, hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế này cũng chính là cái hiệp hội mà họ đã tung ra cái hồ sơ Panama đó các bạn, hồ sơ Panama và cả hồ sơ Pandora, tức là các cái hồ sơ liên quan đến các hoạt động rửa tiền của các uh, tỷ phú, các chính trị gia, các lãnh đạo quốc gia, các tổng thống, thủ tướng đó, trên toàn thế giới đấy mà trong cái hồ sơ vừa rồi mới được các công bố cách đây hồi đầu năm nay này thì trong đó có cả tổng thống của Ukraine hiện tại Volodymyr Zelensky người đang được coi là anh hùng của Ukraine đó thì cũng có mặt ở trong cái hồ sơ hồ sơ Pandora đó chứ còn Pandora cũng tiết lộ là có tên ổng với các cái hoạt động chuyển tài sản rồi rửa tiền ở nước ngoài lên tới mình nhớ không nhầm là 800 mấy chục triệu đô la đó thì tài liệu đó đã tiết lộ là như vậy. À, tuy nhiên các bạn cũng biết đó là hiện tại truyền thông phương tây á, đang xây dựng cái hình ảnh của ông Volodymyr Zelensky á, là một cái người gọi là giống như là lãnh tụ lãnh đạo à, cuộc chiến của Ukraine trước à, sự à, gọi là tấn công của Nga đúng không đấy người đang xây cái hình ảnh như thế cho nên là người ta không có bới móc không có báo chí không còn đưa tin gì về à, các cái hoạt động à, chuyển tiền ra nước ngoài của của Zelensky nữa đấy thì à, cái hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế này này cũng là cái hiệp hội mà đã tiết lộ lên cái cái tập hồ sơ Pandora và tập hồ sơ Panama đấy luôn thì ở đây cũng vậy hiệp hội này cũng chính là cái bên mà đã cung cấp đã tìm ra được uh, 124.000 hồ sơ uh, tài liệu rò rỉ trong cái Uber file này rồi tiếp tục các cái tài liệu này à, uh, theo dõi hay chính xác là ghi nhận trải qua cái thời gian hoạt động của Uber từ năm 2013 đến năm 2017 à, dưới cái thời của Travis Kalanick người đồng sáng lập tỷ phú đồng sáng lập của Uber à, khi theo tờ The Guardian và ICI, ICIJ tức là cái hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế khi công ty này mở rộng rất là nhanh chóng đến các thành phố mới ở trên thế giới và đối mặt với phản ứng dữ dội toàn cầu vì bất chấp các luật pháp luật pháp ở các quốc gia sở tại uh, các quốc gia sở tại thì các cái giám đốc điều hành cấp cao nhất của bờ đã thừa nhận những cách làm của họ và cười nhạo rằng và gọi là cười nhạo cười nhạo có cái sự cười nhạo khi mà họ à, trao đổi với CEO của Uber, lãnh đạo của Uber là Kalanik. Đó. Rồi một giám đốc điều hành của Uber thậm chí còn nhận thừa nhận như lúc nãy các bạn thấy ở cái trong cái tít ấy, là cái gì? We are fucking illegal đó, illegal. we are just fucking illegal. Đó là một câu thừa nhận của chính giám đốc điều các giám đốc điều hành của Uber thì họ có một cái câu thứ hai nữa đó là họ nhận họ là pirate là họ là cướp biển đấy đó là hai cái câu mà được đang được báo chí nói đến rất là nhiều đó là chính các giám đốc của uber thừa nhận thứ nhất là họ phi pháp và thừa nhận thứ hai họ chính là tụi cướp biển và à, nói rằng we just fucking illegal và chúng tôi hoàn toàn à, bất hợp pháp rồi tiếp hai cái câu đấy đang là hai cái câu đang được uh, trích dẫn rất là nhiều các bạn đó là tự nhận mình phi pháp và tự nhận mình là cướp biển. À, trong suốt cái giai đoạn này thì à, trong suốt cái giai đoạn này thì Uber đã cố gắng khôi phục cái hình ảnh của mình à, trong tức là trong cái suốt cái thời gian mà bị uh, báo chí ở các quốc gia địa phương đó, đó lên án á, giống như cái vụ mà của Grab với uh, Vinasun ở Việt Nam ấy đấy là báo chí là cũng lên án rap tương đối nhiều đó thì trong suốt thì uber cũng gặp cái tình trạng như vậy ở trên trên toàn cầu thì họ đã làm cái cách đó là họ đã ve vãn các chính trị gia trong số đó thì có tổng thống pháp là cái người mà đã là lãnh đạo nước pháp từ nhiệm kỳ trước và vừa mới tái đắc cử tổng thống pháp trong nhiệm kỳ này đó là ông emmanuel macron thì các cái tài liệu cho thấy rằng Macron đã rất nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển của Uber tại Pháp và cho phép công ty này duy trì liên lạc thường xuyên với những cái người trợ lý trực tiếp của ông. Đấy. Thì đây đây nãy mình nói hai cái cụm từ mà được trích dẫn rất là nhiều á, vì nó phát ra từ chính miệng phải chính miệng mà là chính các giám đốc của Uber nói là cái chuyện họ nhận họ là cướp biển, họ nhận họ phi pháp á, thì cái chuyện mà đang được chú ý nhất trong cái vụ Uberfile này đó chính là cái việc mà một cái người có thể nói là một trong những lãnh đạo hàng đầu thế giới tổng thống Pháp Emmanuel Macron là cái người đã bị Uber tạm gọi là mua chuộc đây hả đấy ông Emmanuel Macron á ông đã ủng hộ hoạt động Uber tại Pháp và đồng thời có tạo ra các kênh liên lạc để Uber liên lạc trực tiếp với ông thì đây là một cái chuyện mà có thể nói là chưa chưa từng có tiền lệ và mình nghĩ là chắc chưa có một cái công ty trừ ở trung quốc ra nhé ở trung quốc hay là các quốc gia kiểu như trung quốc ấy, thì mình không nói nhưng mà ở các quốc gia trên thế giới ấy, thì đây có lẽ là cái vụ đầu tiên mà bị phanh phui ra là cái việc mà tổng thống nguyên thủ của một quốc gia đấy, có một cái sự liên hệ với một cái các lãnh đạo của một cái công ty để hỗ trợ cho hoạt động của cái công ty đó ở quốc gia sở tại bằng cái cách là thay đổi luật pháp thì chuyện này thực sự nó rất là nhạy cảm à, và Ông Emmanuel Macron này chỉ là một trong số rất nhiều lãnh đạo quốc gia, à, các tỷ phú và các cái ông trùm truyền thông mà công ty Uber đã bí mật vận động hành lang để che đậy các cái báo cáo được cho là ghi nhận cái hành vi bất hợp pháp của Uber. Rồi. Khi một giám đốc điều hành nêu lên quan ngại về việc các tài xế của Uber đang phải đối mặt với uh, potential violence là cái nguy cơ nguy cơ về bạo lực uh, từ các cái đối tranh các đối thủ cạnh tranh giận dữ trong ngành taxi. Uh, cái chuyện này thì chắc các bạn biết đúng không? Uh, trong suốt cái thời gian hoạt động của Grab tại Việt Nam thì uh, báo chí đã ghi nhận rất là nhiều cái việc mà Tại các tài xế xe RAP, mặc áo xanh của RAP bị uh, các tài xế xe ôm hay là tài xế taxi truyền thống đánh, đánh, uh, không biết có vụ nào tử vong hay không, nhưng mà bị đánh rồi nhập viện đó, uh, rất là nhiều. Ngay như cái bến xe uh, bến xe gần nhà mình, đó, cái bến xe gần nhà mình, đó, ở gần cái ngã tư đó, rất là lớn cũng vậy, đó thì các cái tài xế mặc áo xanh của RAP đó, họ đậu ở trong cái bến xe ở gần cái bến xe đó là ngay lập tức có các tài xế xe ôm truyền thống lại đuổi đánh đuổi đánh đi luôn và thậm chí là chỉ đến đón khách thôi mà đón sát, sát cửa quá là cũng bị tài xế xe ôm truyền thống lại hầm hè đó nói chung là gọi là cái cái, cái 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 chuyện mà potential violence mà các tài xế gọi là xe công nghệ đó gặp phải đó, thì cái chuyện đó ở Việt Nam các bạn nào, sẽ thấy rất là rõ cho nên là lần nào cũng vậy đó, là mình đặt xe xuống ở cái bến gần nhà mình á, lúc nào mình cũng phải đặt ở cái chỗ mà cách cái bến nó chừng khoảng 50-100 mét, là mình đứng ở đó, rồi xong tài xế ráp vừa tới là mình leo lên ấy, là đi, chứ không có chuyện mà đứng ngay cửa ấy đâu, đó thì nó cũng khá là căng thẳng. Thì khi một cái các tài xế của Uber, khi à, hoạt động các quốc gia họ cũng gặp cái tình trạng đó, và các giám đốc, à, giám đốc của Uber họ đã báo cáo lên, à, báo cáo lên... À, Uh, chủ tịch của uber hay là ceo của uber về cái chuyện là uh, potential violence mà uh, các cái vấn đề bạo lực tiềm, tiềm năng mà các tài xế uber gặp phải ở các quốc gia đó thì ông uh, ông kalanick này nè ông ceo của uber ông đã nói như thế này đó là i think it's worth it là tôi nghĩ là cái chuyện đó nó xứng đáng đấy các bạn thấy không Uh, nói chung là những cái câu mà nghe nó Tiết lộ ra là nghe nó kiểu Đúng nghĩa là là, là chấn động đó, Nói những cái điều mà cảm giác là nó hơi phi đạo đức And that Cái gì đây Violence guarantees success Đây Nguyên cái câu này là vậy Là tao nghĩ rằng Cái chuyện đó thì nó cũng đáng thôi Và bạo lực Nó sẽ đảm bảo cho sự thành công Đấy câu này Là cái câu đang gây viral này, Mọi người lúc nãy mình nói có cái, cái, à, chính xác là có ba câu gây viral à, câu đầu tiên là cái câu mà liên quan đến uh, we are just fucking illegal là tụi mình hoàn toàn bất hợp pháp đó À, à phải là dịch à, dịch chuẩn là cái gì ta tụi mình uh, bất hợp pháp con mẹ nó luôn đấy kiểu thế à, rồi cái câu thứ hai á, là tự nhận họ là pirate à, họ là tự cướp biển và cái câu thứ ba à, chính là cái câu này đó là khi mà được nhắc đến cái vấn đề mà các tài xế uber bị đánh gặp các cái rủi ro về bạo lực thì ông Kalanick, ceo của uber co founder ông nói là cái chuyện đó thì đáng mà bạo lực nó sẽ đảm bảo cho sự thành công của uber đấy câu này là một câu gây chấn động rồi à, một phát ngôn viên à, sau đấy ha một cái người phát ngôn viên của à, Kalanick á, đã phủ nhận cái chuyện là Kalanick từng đề nghị cái chuyện là tận dụng cái việc uh, uh, bạo lực này nè để gọi là điều điều hành á, tức là có có những cái cái, cái điều chỉnh á, lên cái ứng dụng của họ, nói chung là họ phủ nhận, họ phủ nhận cái chuyện đã nói cái chuyện này. Um, Devon uh, Spookgeon người phát ngôn của Kalanick, uh, cựu CEO của Uber đó, đã nói với hiệp hội điều tra, nhà báo điều tra quốc tế Uh, nói rằng là những cái hiệp hội này đang đưa ra một chương trình nghị sự sai lầm nói chung là họ phủ nhận họ phủ nhận là họ không có nói cái chuyện đó phone agenda là tuyên tuyên truyền tuy, tuyên truyền sai lầm về uber đó tức là ceo của uber không có nói cái kiểu đấy nhưng mà trong các tài liệu thì mình nghĩ là các tài liệu này là tiết lộ từ email nếu các bạn biết đó, là trong cái đợt uh, trong cái đợt uh, bầu cử uh, bầu cử tổng thống mỹ À, năm 2016 đúng không? Là cái lần mà bà Hillary Clinton à, tranh cử tranh cử với ông à, Donald Trump á. Đấy thì cũng đã có một loạt các cái tài liệu bí mật đấy, bị rò rỉ ra tiết lộ các cái email mà bà Hillary Clinton này đã trao đổi với những người cấp dưới rồi các cái đối tác của bà đó về các vấn đề chính trị thì cái vụ đó cũng là một cái vụ bê bối rất là lớn tuy nhiên thì nó nó cũng là một phần nguyên nhân để khiến bà Hillary Clinton nó bị thất cử trước ông Donald Trump ở cái nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump thì trước á năm 2016 thì cái vụ này nó cũng vậy thực ra là khi mà các cái tài liệu mà rò rỉ ra nhất là rò rỉ liên quan đến email đó kiểu tiết lộ các cái file email file đính kèm hay là chụp màn hình này nọ đó thì thực tế là những cái đó nó sẽ gây tranh cãi mãi là bởi vì là thì trừ khi công an tức là cơ quan điều tra họ vào cuộc họ họ được phép truy cập vào cái email của đích nhận gọi là của đích danh cái người bị điều tra đó thì họ mới kiểm chứng được là có đúng trong email đó có cái chuyện đó hay không còn nếu không bây giờ một người nào đó mà lick ra thôi bên ngoài thôi kiểu cắt màn hình tin nhắn đồ đó, thì thực sự chúng ta cũng không bao giờ biết được là có đúng là cái chuyện đó thực sự diễn ra như thế hay không Đấy, như các bạn thấy có những cái vụ gần đây này ví dụ như cái vụ ngày trước cái vụ À, cách đây khoảng 2 năm đúng không vụ hot hot của quang hải đấy à, quang hải nói với cái người quản lý của mình về cái chuyện mà đi gọi là gì gại trịch à? các em trẻ trẻ kiểu thế thông qua các đoạn chat ở trên messenger kiểu kiểu vậy thì mình cái là bản thân đó, nếu mà giả sử cơ quan điều tra vào thì mới xác nhận được là cái đoạn chat đó nó có thật hay không còn thực tế đó mà nói thì các đoạn chat đó đều là những cái đoạn chat mà có thể chúng ta có thể chế ra được mà chứ đâu có thay đổi đâu có gọi là đâu đâu có gì xác minh được cái đoạn chat đó là thật đâu hay là tương tự cái vụ cách đây mấy ngày là cái vụ bê bối liên quan đến uh, uh, hoa hậu các dân tộc Việt Nam như thế nào, các bạn mà vừa mới vừa mới gọi là được, được nhận vương miện hoa hậu đấy, là nó vậy. rồi sau một loạt các cái hình ảnh lộ lên các cái đoạn chat mà nó hơi bậy bạ của cái bạn đó. đó, kiểu như vậy. thì mình nghĩ là chỉ trừ khi thôi nó có cái rắc rối về pháp lý và cơ quan điều tra họ vào cuộc thì mới xác nhận được là các cái đoạn chat, các cái email đấy là thật hay không. Còn lại nếu mà nó chỉ dừng ở cái mức tài liệu á, kiểu như các bạn quét email của ai đó, các bạn copy paste, các bạn bỏ qua một file Word thì đâu có ai xác nhận được cái file Word đó là đúng là cái email gốc đâu, đúng không? Đấy, cho nên là mặc dù á, nói là các cái tài liệu Uber file này nó đang gây chấn động, nhưng mà thực tế mà nói nha là cái tính tính pháp lý của nó đó về cơ bản đó, là nó, nó không có cao, hoàn toàn là ai đó có thể bịa bịa ra được những cái file đó hay là chế biến nó lại, xào nấu nó lại. Có thể cái đó là từ email thật, nhưng họ sẽ thêm thắt vào, thêm mắm dặm muối vào để chữ email đó nó gây chấn động hơn, đấy kiểu thế thì cái chuyện đó nó cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra. cho nên là họ hoàn toàn là phải chờ chờ điều tra của các cơ quan chức năng của các nước, đặc biệt là cái vụ hiện nay đang lùm xùm đấy là Uber với tổng thống Pháp á, người vừa mới đắc cử á, Emmanuel Macron á, thì phải chờ cơ quan nước sở tại ấy. họ xác nhận là ở ờ, có chuyện đó hay không. còn điều họ kêu không có, không có chuyện đó thì ok vậy thì là cái Uber file này cũng không có giá trị gì cả. À, nhưng mà để đó là mình đang nói là về về về, về tính pháp lý của của những cái tiết lộ những cái bí mật này những cái sự rò rỉ này nhé nhưng mà còn cái chuyện mà ảnh hưởng của nó thì chúng ta có thấy rồi là rõ ràng những cái thông tin mà đưa ra như thế này á, thì phải nó rất là chấn động thế hóa ra là tưởng là kỳ lân công nghệ là đi lên bằng gọi là bằng thực lực đúng không rồi ừ, nhưng mà hóa ra không lại lại đi lên bằng lách luật đấy, bằng chơi giao dịch cầm bàn rồi khi à, nhấn mạnh cái agenda chương trình nghị sự Ok à, khi nhấn mạnh vào các cái thông tin sai lệch chương trình à, à, nghị sự sai lệch à, liên quan đến cái việc ông Kalanick đã chỉ đạo các hành vi bất hợp pháp hoặc là không đúng đắn thì hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế tuyên bố họ có các cái tài liệu mà ông Kalanick đã sử dụng hoặc thậm chí ông chính là cái người tác giả của các tài liệu đó. À, một trong số đó, một số trong số đó thì đã cách đây một thập kỷ, tức là từ khoảng năm 2012 2013. Cô nói thêm, à, cô chắc là cô nhà báo okay. à. Ok. Theo Linh. Tiếp tục nè, là nói một cách rõ ràng thì ICIJ đã thẳng thừng từ chối cái yêu cầu xem xét bất kỳ cái tài liệu nào trong số đó, điều này càng làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về tính xác thực của nhiều tài liệu nguồn. đấy, có nghĩa là cái bên của bờ họ đòi, họ đòi được xem cái tài liệu gốc, họ đòi được xem tài liệu gốc trong cái u file này, à, nhưng mà hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế họ từ chối, họ chưa có cho cho tiếp cận. À, cho nên là bên kia vẫn phủ nhận, bên kia vẫn phủ nhận đó thế chưa? không cho coi, vậy là không có, kiểu thế. À, theo các cái báo cáo của uh, The Guardian, thì khi công ty cần dữ liệu để tác động đến các nhà hoạt định chính sách, họ cũng đã trả tiền cho các cái các nhà nghiên cứu, uh, các nhà nghiên cứu để xuất bản các cái nghiên cứu để nhằm củng cố các tuyên bố chính sách sai lệch của họ về mô hình kinh doanh của công ty vốn đưa ra mức giá thấp không bền vững khi họ vào các thành phố mới để đảm bảo chiến thắng đối thủ cạnh tranh đối với các taxi địa phương. Ok, vậy trong cái đoạn này nè, các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai ý. À, thứ nhất là khi mà Uber hay là bất cứ một công ty công nghệ nào mới, ấy, mà nhất là họ có những cái tác động đến à, à, luật pháp, tình hình là đến các cái điều khoản luật pháp hiện tại, ấy, họ muốn thay đổi cái luật pháp hiện tại để cho phù hợp với hoạt động của họ, thì họ phải chứng minh hay là họ phải làm cho công chúng hay là các nhà hoạch định chính sách ấy, thấy được là hoạt động hay là mô hình hoạt động của họ mô hình hoạt động mới của họ là có ích cho xã hội hay là có ích cho cái quốc gia có ích cho địa phương đó thì người ta mới phải thay đổi luật pháp để ủng hộ cho chuyện đó phải đúng không đấy, giống như cái chuyện bây giờ là giá xăng dầu nó đã giảm rồi đấy giảm từ ba mấy ngàn đấy về dưới 30 từ 30 về 27 đấy các bạn thấy không có nghĩa là quốc hội đã phải bàn để cắt bỏ cắt bỏ cái thuế môi trường rồi uh, cắt bỏ các cái loại thuế khác nhưng mà sắp tới chắc là định bỏ cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu này đấy thì bản thân cái việc mà để những người làm chính sách họ đưa ra một cái quyết định thay đổi mà có tính gọi là là quan trọng nó tầm cỡ như vậy là bởi vì là cứ bớt đi vài ngàn thuế vài ngàn tiền thuế trong một lít xăng thì nguồn thu ngân sách của chính phủ của bộ tài chính nó bị sụt đi cả mười mấy hai chục ngàn tỷ các bạn bị sụt đi con số rất là lớn từ ngân sách quốc gia sẽ bị ảnh hưởng cho nên là thi công rồi làm các cái dự án công nó cũng sẽ bị ảnh hưởng cho nên là để nhà nước hay để chính phủ chính phủ và quốc hội đi ha chính phủ và quốc hội đưa ra những cái đề xuất về cải cách thay đổi những thứ liên quan đến thể chế và luật pháp á, thì bản thân cái việc đó nó phải có cái tác động tích cực đến xã hội giống như bây giờ giảm xăng dầu thì kỳ vọng á, là kìm hãm lạm phát và kỳ vọng là sẽ giảm cái phản ứng tích cực à phản ứng tiêu cực của xã hội đối với đối với giá cả chứ giờ mọi người cứ than lên than xuống vì xăng này kia mắc rồi xăng mắc rồi dẫn đến là uh, ăn tô phở này kia nó cũng mắc hơn đi mua trái trứng gà cũng mắc hơn trái trứng gà bữa nay mình thấy là mắc hơn so mọi hôm nào? đấy cái gì nó cũng đổ tại xăng lên cho nó lên thì để người ta thấy được là ok nếu vậy thì giảm xăng nó có một cái tác động tích cực đến xã hội nó có lợi cho người dân và có lợi cho cả uh, chính phủ theo một cái, cái, cái góc độ nào đấy thì người ta mới quyết định thay đổi luật pháp thì tương tự như vậy nếu uber tới hoạt động quốc gia chắc chắn là họ đã không tuân thủ cái luật pháp ở các quốc gia sở tại rồi một trăm phần trăm các quốc gia mà Uber họ đến là họ không tuân thủ thế thì nếu họ muốn ở cái quốc gia đó thay đổi luật pháp thì họ phải làm cái việc đó là họ chứng minh cái mô hình của họ có lợi cho xã hội có lợi cho nền kinh tế có lợi cho cái địa phương đó thì người ta mới ủng hộ thay đổi luật pháp lại bởi vì nếu họ thay đổi luật pháp lại thì sẽ có các công ty khác công ty taxi truyền thống họ gặp bắt lợi trên Google à Uber họ phải chứng minh được là họ mang lại một cái lợi ích gì đó cho tài xế, cho người tiêu dùng, rồi thậm chí là cho cái người thu thuế, tức là cho cái bên thu thuế ở địa phương đó thì họ mới có điều kiện họ mới được hỗ trợ để thay đổi luật pháp để hoạt động. Đấy, thì cái đoạn này đang nói về cái ý là khi Uber đến Uber sẽ phải chứng minh cái chuyện đó. Và Uber chứng minh cái chuyện đó bằng cách nào? Đây, thì đoạn này họ ghi nè là họ trả tiền cho các cái nhà nghiên cứu để công bố ra các nghiên cứu À, chứng minh rằng là Uber hoạt động có lợi cho xã hội <laughs> và lảng tránh đi một cái chuyện đó là cách thức hoạt động của Uber hoàn toàn trong giai đoạn đầu giai đoạn gọi là tăng trưởng road họ hoàn toàn dựa vào cái nguồn tiền khổng lồ của họ để đưa ra một cái mức giá vô cùng thấp cho người tiêu dùng để educate chúng ta có coi tăng đúng không hay dùng cái chữ là educate người tiêu dùng ấy đó là thay đổi cái thói quen của người tiêu dùng đó để chuyển từ xe truyền thống sang cái mô hình mới của Uber đấy thì cái vấn đề vấn đề của Uber là chính là chỗ đó họ thực hiện một cái mô hình kinh doanh không bền vững các bạn có thể thấy này, ở trong này nè đó là họ offer unsustainably low price đó là họ đưa ra một cái mức giá thấp không bền vững để mở rộng các hoạt động kinh doanh của họ tuy nhiên họ không muốn đề cập đến cái chuyện này họ không muốn đề cập đến cái chuyện là họ đã lấy tiền lấy tiền để phát triển đốt tiền để phát triển họ không muốn đề cập đến cái chuyện họ lấy thịt đè người để tiêu diệt các cái công ty truyền thống họ không muốn đề cập chuyện đó mà họ thuê các cái nhà khoa học các nhà nghiên cứu để làm các report nói rằng là cái hoạt động của họ kinh doanh của mô hình kinh doanh mới của họ có lợi cho xã hội đấy thì cái đoạn này nó nói về cái ý đó em mới thấy là uber họ cái cách tiếp cận của họ khi mở rộng một thị trường mới nhất là các cái thị trường lớn kiểu như là ở Mỹ này ở Anh này ở Pháp này đấy ở các cái quốc gia lớn chứ còn những cái quốc gia nhỏ 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 như Việt Nam mà đồ thì có thể là mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn nhưng mà các cái quốc gia mà à, hệ thống tư pháp á, pháp lý của họ chặt chẽ hơn á, thì có thể cái việc đó sẽ rất khó khăn thì Uber á, họ đã đi một cách rất là lớp lang tức là họ không chỉ làm một cái việc đó là chạy đến hối lộ cho một cái quan chức nào đó để thay đổi luật pháp cho có lợi cho họ không họ làm rất bài bản họ đưa báo chí này nói các cái tin tốt về họ ủng hộ cái mô hình kinh doanh chuyển đổi số của họ y chang như cái hồi mà grab tới việt nam bên cạnh những cái bài mà tấn công phê phán grab kêu là grab là công ty nước ngoài rồi gọi là phá hủy cái nền luật pháp vi phạm luật pháp việt nam phá hủy các cái công ty kinh doanh taxi truyền thống việt nam vân vân có những bài báo nói tiêu cực về grab nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những cái bài báo bợ ráp các bạn đấy thì cách làm uber cũng vậy họ làm họ cũng đưa họ cũng chi rất là nhiều tiền để làm truyền thông để bợ cái mô hình của họ ở các cái quốc gia mà họ đến và bên cạnh đó nhé, họ còn làm sâu hơn nữa là họ trả tiền cho các nhà nghiên cứu các chuyên gia để đưa ra công bố để chứng minh được cái tác động tích cực của uber lên nền kinh tế rồi từ đó họ mới tiếp cận các chính trị gia để nói đấy à, tụi tao tốt như vậy đấy thì mày giúp tụi tao thay đổi cái luật pháp để tụi tao hoạt động được thuận lợi đi thấy bạn thấy không là uber họ làm cái chuyện này rất rất là bài bản như cái tài liệu mà uber file này tiết lộ thì thấy là cách làm của họ nó cũng rất là gọi là âm binh rất là khủng khiếp chứ không phải chỉ là cách vận động hành lang thông thường là chỉ tới để tiếp cận rồi nhờ vả thông thường đấy mà họ còn làm những cái hành vi đen tối nữa rồi trong phản hồi lại phản hồi lại với cái vụ rò rỉ này thì Uber đã đưa ra một cái tuyên bố à, thừa nhận Uber có thừa nhận những mistake và misstep các bạn thấy hai cái từ đấy không là mistakes and misstep là thừa nhận à, các cái sai lầm và các bước đi sai lầm mà của mình à, tuy nhiên <laughs> theo nó có cái chữ bất là chữ nhưng ở đây mọi người <laughs> mình hay nghe trên mạng ấy <laughs> mình hay nghe ở trên mạng mình hay nghe trên mạng họ nói một cái câu là mọi thứ trước chữ nhân đều không có nghĩa gì hết cái đấy là trên mạng nói mà mình nói <laughs> mọi thứ trước chữ nhân đều không có giá trị đấy, thì thì bây giờ cái câu này đây nè là đáp lại với những cái tiết lộ của uber 5, thì uber đã đưa ra một cái tuyên bố trong đó họ thừa nhận là họ đã phạm phải một số sai lầm và bước đi sai lầm thừa nhận nhưng nhưng vẫn nhấn mạnh rằng là cái ban lãnh đạo hiện tại của công ty á, thì đã thay đổi công ty rất là nhiều so với cái thời đấy rồi ok à đây là một cách nói tôi nói là họ họ từng làm một cái gì đấy không ổn nhưng bây giờ là họ khác hoàn toàn rồi họ không có như vậy nữa à. <laughs> ok à, uh, hơn 180 nhà báo hiện đang điều tra cái Uber này và sẽ công bố một loạt các cái báo cáo uh, mổ xẻ 124.000 tài liệu của bờ trong những cái tuần tiếp theo đấy ok vậy thì cái bài báo là bài báo ở trên tờ Politico trên chính sách trên trang Politico này á nó chỉ muốn nói về sự kiện này đó là sự kiện uh, hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế À, ICIJ họ đã công bố ở trên tờ Guardian, tờ Guardian của Anh đó là cái tờ báo rất rất là uy tín các bạn Guardian uy tín đó là bởi vì là nó không có nhận tài trợ của bên nào hết đấy đó, nó không phải là một cái tờ báo của tổ chức đảng phái nào cả mà nó tờ báo tạm gọi là tương đối trung lập đấy tờ báo Guardian của Anh thì 100 hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế họ đã công bố là họ đang sở hữu hơn 124.000 tài liệu ở email Đấy, bản ghi nhớ này kia à, Có nội dung là các cái trao đổi giữa các giám đốc của Uber với nhau Nói về cái hoạt động uh, phi pháp liên quan đến cản trở điều tra của cảnh sát Đồng thời là uh, lobby với các chính trị gia uh, Cũng như là tạo ra các cái tài liệu uh, nghiên cứu uh, thuê, để, để trả, nghiên cứu trả tiền ấy, đấy Để chứng minh là Uber có lợi cho nền kinh tế ở các cái địa phương đấy đó, Tất cả những cái hoạt động đó đã được tiết lộ trong 124.000 cái tài liệu này và 124.000 tài liệu này nó chưa được công khai nha mọi người chỉ là nó được công bố sương sương thôi công bố sương sương ở trên tờ The Guardian của anh thôi và trong những cái tuần tiếp theo thì họ sẽ từ từ họ leak ra những cái hành động những cái hoạt động của Uber đấy thì những cái nội dung uh, cốt lõi mà hiện tại đã bị lít ra á, thì bạn có thể thấy cái chuyện là thừa nhận nè là just fucking illegal nè rồi thừa nhận họ là pirate nè là cướp biển nè và nói về cái chuyện đó là họ xem cái việc mà tài xế của họ, tài xế của Uber, tài xế của taxi công nghệ gặp rủi ro về bạo lực á, là một con đường để đảm bảo thành công của Uber đấy. Nói chung là những cái, cái thông tin rất là chấn động. Rồi thế thì uh, chốt lại này, các bạn có thể thấy một cái bài báo khác ha, là năm cái sự tiết lộ hiện tại ha, đã được tiết lộ ra từ Uberfile ha, mà đang gây chấn động người ta so sánh <laughs> người ta so sánh các bạn có thấy cái cái câu ở đây nè who said it là an uber executive hay là kendall roy không <laughs> không biết các bạn có xem các bạn có xem một bộ phim uh, truyền hình ở trên hbo không một bộ phim truyền hình của mỹ bộ phim tên là succession không biết các bạn là xem bộ phim đó không succession đây này, bộ phim này, này tên tiếng việt đó là kế nghiệp succession uh, bộ phim này như là bốn mùa rồi mình nhớ không nhầm lắm, bây giờ đang 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 sắp tới mùa 4 hay sao? À, ở đây ở à, à, đây là thấy season 3 rồi nè, ok season 3, đấy các bạn có thể thấy không? À, các bạn thấy trên màn hình là thông tin về cái series phim truyền hình kế nghiệp, session ở trên trang imdb. thì cái series này nó được đánh giá điểm ở trên imdb lên tới 8.8 mọi người, tức là rất là cao á thì cái bộ uh, series uh, succession này nè nó nói về nói chung là nó nói về kinh tế nói về kinh doanh uh, của một cái tập đoàn của công ty uh, về truyền thông về giải trí đó một cái uh, dòng họ dòng họ roi, đó thì nói về hoạt động kinh doanh thì trong cái bộ phim này nó có nói đến các cái thủ đoạn à, các cái thủ đoạn kinh doanh rồi các cái thủ đoạn liên quan đến chính trị này nọ thì cái bài báo mà chúng ta xem lúc nãy ấy, đấy thì họ họ so sánh á, là những cái tiết lộ trong cái Uber file này nè nó là những cái câu nói quá chấn động đó, như cái vụ mà tự nhận là cướp biển tự nhận mình là phi pháp rồi kêu là bạo lực là sự đảm bảo cho thành công đấy kiểu vậy đó những cái câu nói đó liệu là câu nói của một giám đốc Uber hay là của Kendall Kendall Roy đấy họ họ so sánh á, ý của họ muốn nói là những cái câu đó đó nó chỉ có thể xuất hiện ở trong phim thôi Đấy là những cái nhân vật thủ đoạn ở trong phim Succession thôi chứ làm sao mà ngoại đời mà có được cái chuyện khủng khiếp như thế đấy các bạn ạ đã... nên là nếu các bạn nào xem phim phim phim, phim Succession này chắc các, các bạn, sẽ, biết đấy who set it uh, uber executive or Canon Roy đấy họ so sánh cái chuyện đó đây chúng ta xem sơ nội dung bài này thì cũng không mới nó chỉ tổng kết lại năm cái điểm mà chấn động nhất hiện nay đã được tiết lộ thôi đây OK, xem nào. Hơn 124.000 tài liệu đã liên quan đến Uber đã bị rò rỉ cho tờ The Guardian của Anh vào uh, chủ nhật tuần trước nữa đó, chủ nhật tuần trước nữa. Rồi cơ quan truyền thông này đã cùng với hơn 180 nhà báo uh, ở 40 uh, cái xuất bản phẩm khác nhau đã bắt đầu xuất bản một loạt các cái report, các cái báo cáo để mô tả cái chi tiết cách thức mà gã khổng lồ công nghệ Uber đã được cho là lừa cảnh sát trick cop nè, exploit the driver là khai thác exploit uh, exploited giống như giống như là khai thác lạm dụng ấy. lạm dụng, ở uh, lạm dụng tài xế cũng như là vận động hành lang đối với các chính phủ và nói những cái điều mà nghe như nó chỉ có thể phát ra từ miệng của Ken Android chưa nói những cái lời khủng khiếp ấy. Rồi phần lớn các cái tài liệu này à, nó nằm trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 và giai à, và cần phải lưu ý rằng đó là ban lãnh đạo của công ty kể từ thời điểm đó đến bây giờ đã thay đổi rất là nhiều. À, đáng chú ý nhất đó là ông Travis Kalanick, nhà đồng sáng lập của Uber hiện tại thì đã từ chức giám đốc điều hành của Uber vào năm 2017. Ngoài ra thì phát ngôn viên của Uber là Jules Hazel Baker đã được uh, trích dẫn rất nhiều trong các cái báo rỉ đó uh, cung cấp cố gắng để cung cấp cái bối cảnh cho những cái thông tin vừa được tiết lộ. Uh, mặc dù là cô ta đã nói rằng cái gì đây? Uh, chúng tôi chúng tôi không và sẽ không bào chữa cho những hành vi trong quá khứ rõ ràng là không phù hợp với giá trị hiện tại của chúng tôi. Ok. Nói chung là cách nói rất là ngoại giao ha. Nhưng người người phát ngôn, người phát ngôn của bờ ở cái phụ kiện này nè, cái bà Jill baker này nè. Đấy. À, bà đã lên nói chung là Thanh Minh Thanh Nga, nhưng mà họ nói là họ sẽ không có không có bào chữa cho những cái chuyện là hành vi sai trái trong quá khứ của họ, OK? Nhưng mà họ cũng nói rằng là cái chuyện đó nó đi ngược lại những cái giá trị họ theo đuổi tại hiện tại. là công nhận cách nói cách nói rất là ngoại giao. Mình thấy cái câu cách nói như vậy rất là hay đấy. Ừ. Rồi à, hiện ừ. rồi à, hiện tại với các cái thông tin đã có về UberFi thì họ đưa ra những cái uh, những cái câu hay là những cái thứ mà đã list ra mà họ thấy là gây gây chấn động nhất. OK, cái câu này gây chấn động nhất. OK, cái câu này là gì đây? Uh, có rất nhiều lý do ở đây để Uber uh, thực hiện một số sâu searching uh, tìm kiếm bản ngã hay là cái gì uh, bất kể cái giá trị hiện tại của họ à, có thể là cái gì ok ok nói chung là cỡ nào thì cũng phải sẽ phải điều tra bây giờ họ có tốt đến nhường nào đó mà cái quá khứ của họ sai trái ấy, thì vẫn phải điều tra rồi cái câu đầu tiên chính là cái câu cuối cùng đó. lúc nãy chúng ta coi đó violence guarantee success đó, bạo lực sẽ đảm bảo cho thành công đấy đây đoạn này mô tả chi tiết đấy đây đoạn này mô tả chi tiết hơn cho cái câu đấy ha các cái tài liệu bị rò rỉ đã vẽ ra một bức tranh đen tối về những gì đang xảy ra ở Uber ở Pháp khi phản ứng giận dữ về sự hiện diện của Uber tại quốc gia này vào tháng 1 năm 2016. Vào một ngày nào đó ở nước Pháp vào cái năm đó thì đã có ít nhất 2.000 tài xế taxi ở Pháp đã đổ ra đường để nổi cơn thịnh nộ của họ với Uber. Các văn bản bị rò rỉ từ 3 ngày sau tiết lộ rằng giám đốc, tức là sau sau cái sự kiện, sau cái sự kiện năm 2016 á, khi mà 2.000 tài xế taxi uh, truyền thống á, uh, họ biểu tình á uh, chống Uber, thì ba cái ngày sau cái sự kiện biểu tình đó, thì ông uh, Travis Travis Kalanick Ờ, ông Travis Kalanick đã nói rằng là Ông muốn những cái Gọi là một trong những người dưới quyền của mình Gây sức ép à, Gây sức ép Để tạo một cái counter protest By Uber driver <laughs> Ok, vậy là có thông tin là Sau cái khi mà 2.000 tài xế taxi truyền thống Biểu tình Thì ông Kalanick này ông ấy yêu cầu cấp dưới của ông ấy là phải tạo lại một cái cung biểu tình ngược lại kêu gọi các tài xế của Uber lên biểu tình để chống lại những người biểu tình chống Uber. Ok cái vụ này cũng hay. À, nếu các bạn nhớ, nếu các bạn nhớ là cái giai đoạn ở Vinasun, Vinasun đang kiện tụng với Grab ở Việt Nam ấy cũng có cái chuyện y chang đấy là ở sau đuôi, sau đuôi của các cái xe taxi, taxi uh, Vinasun ấy, nó có cái cái dán nó giải băng đỏ đỏ là chúng tôi phản đối Grab hoạt động cái gì đó, bất hợp pháp ở Việt Nam đó trả yêu cầu Grab trả lại cái gì đó, ngưng hoạt động như trả lại quyền lợi đấy các bạn xem Google sẽ ra đấy là một cái hình thức tạm gọi là tài xế taxi của của Vinasun, biểu tình <laughs> chống Grab nhưng mà thực tế cái lần đấy mình nhớ là không phải chẳng phải là tài xế của Vinasun họ phản đối đâu mà là chính Vinashin chính Vinashin họ, họ dám họ dán các cái biển phản đối đó lên tài xế lên lên cái xe của các tài xế của họ thôi chứ tạo cảm giác là giống như là tài xế của Vinasun đang đang phản đối Grab kiểu thế thì nhưng mà cái chuyện ở đây thì là chuyện xảy ra thật là đã 2.000 tài xế taxi truyền thống ở Pháp biểu tình chống Uber nhưng mà sau đấy sau 3 ngày thì có một cái văn bản trao đổi giữa ông Kalanick ông CEO của Uber đó thì bảo rằng ông này là ông ông bảo là ông muốn bây giờ hãy đi kêu tài xế của Uber đi biểu tình ngược lại đi Đấy, kiểu vậy. Rồi, uh, Kalanick không chỉ tỏ ra thờ ơ trước cái khả năng các tài xế của Uber có thể bị tài xế taxi truyền thống làm tổn thương, ông còn tỏ ra hoan nghênh cái điều đó à, thông qua cái câu nói là I think it worth it. Là tôi thấy là nó đáng mà và bạo lực là một sự đảm bảo cho thành công. Đó, ông ta đã viết như vậy trong một văn bản. Bạo lực như vậy. À, không chỉ là một ý tưởng trừu tượng, à, không có gì bí mật khi các cái năm trước đó các tài xế của Uber và xe của họ đã bị tấn công à, ở Pháp, à, bao gồm à, Cody Love à, đang lái xe. Oh wow, ok. Rồi, đó là cái câu cái câu chấn động, câu chấn động nhất là bạo lực và sự đảm bảo thành công. À, cái câu thứ hai liên quan đến tự tự gọi là họ là cướp biển thì cũng theo tờ The Guardian thì một à, giám đốc cấp cao của Uber đã viết trong một cái email đó là à, chúng ta không hợp pháp ở rất nhiều quốc gia và chúng ta nên à, tránh đưa ra hả? Gọi là gì? Anh xem. Đưa ra các cái tuyên bố đối nghịch. Ok. Rồi. Ừ. Uhm. Đó là bởi vì họ đã có các cái hình thức không tuân thủ các quy định ở hơn nửa tá các quốc gia bao gồm Thổ nhĩ Kỳ, Nam Phi, Tây Ban Nha, Cộng Hòa Séc, Thủy Điện, Pháp, Đức và Nga. Ừ thì đúng. <laughs> Như mình đã đề cập đấy là họ không họ đến bất cứ quốc gia nào về cơ bản là họ không tuân thủ các cái quy định của các quốc gia sở tại về các cái hoạt động vận tải hành khách công cộng mô hình của Uber không tuân thủ các quy định truyền thống ở tất cả quốc gia mà họ đến À, trong một bình luận về chiến thuật mà Uber sử dụng để trốn tránh các cái quy định à, cũng như cái việc à, thực thi các quy định đó thì một giám đốc khác của Uber đã viết rằng we have officially become pirates là chúng ta đã chính thức trở thành những tên cướp biển à, đây là một câu câu chấn động thứ hai ha we have officially 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 become pirates rồi À, câu thứ ba à, chính là câu đầu tiên lúc nãy ấy, là sometimes we have problems because well we're just fucking illegal là chúng ta thi thoảng chúng ta sẽ gặp phải vấn đề bởi vì chúng ta à, bất hợp pháp con mẹ nó luôn Đây, năm 2014 là Thái Lan đã ngưng hoạt động Uber ở Thái Lan khi chính quyền của Thái Lan phát hiện ra rằng các tài xế của Uber không có đăng ký bảo hiểm cần thiết để vận hành các uh, vận hành phương tiện là hành khách một cách thương mại đấy cái chuyện này cũng là trường hợp tương tự y chang như ở uh, ở Việt Nam ở Grab ở Việt Nam các bạn đó là bên phía của Vinasun họ cũng khiếu nại cái chuyện đó là họ phải đảm bảo các quy định liên quan đến uh, an toàn lao động này, điều kiện cho người lao động này, đặc biệt là bảo hiểm đảm bảo cái bảo hiểm cho tài xế của họ vậy mà tại sao rap lại không phải làm cái chuyện đó nếu các bạn biết đó là cái bảo hiểm cho người lao động đó, họ chiếm nó chiếm một cái chi phí rất là lớn trong chi phí hoạt động của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mà sử dụng nhiều người lao động đó. mình nhớ không chính xác nhưng mà nội cái chuyện mà đóng tiền đó, đóng tiền cho quỹ bảo hiểm xã hội đó, là riêng về phía người lao động đó, nhớ như là một một bên đó là phải đóng 8%, một bên là phải đóng 13%. Mình không nhớ là cái luật là lao động mới nhất đó, hiện tại năm 2022 nó làm sao. Nhưng mình nhớ là như là phía 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 doanh nghiệp á là họ sẽ phải chịu 13% chi phí và phía của uh, người lao động sẽ phải chịu trăm chi phí. Tức là nếu anh tính ra nó phải tầm cứ cho là tầm khoảng hai trăm đi. Nói chung là con số rất là lớn. Cho nên là rất là nhiều doanh nghiệp á họ sẽ kê khai cái mức lương á, mức lương mức lương của người lao động trên giấy tờ sẽ là con số rất là, thấp, rất là thấp để họ sẽ chỉ phải đóng cái mức bảo hiểm xã hội thấp thôi con số thực nhận của người lao động có thể sẽ cao hơn có thể là lương sẽ là 14, 15 triệu nhưng mà thực tế cái bảng, bảng, bảng lương của họ thì sẽ chỉ ghi là 9 triệu thôi để công ty đó và người lao động sẽ phải đóng cái mức bảo hiểm xã hội theo cái mức lương thấp chứ không đóng theo cái mức lương đầy đủ nói chung là một cái cách để lách luật thì bản thân cái hoạt động của Uber các quốc gia cũng vậy, họ không phải chịu cái bảo hiểm xã hội này. Đó, đó là một cái điều mà nó gây rất là bất bình cho các công ty uh, uh, kinh doanh taxi truyền thống. Rồi. Thì ở Thái, ở Thái rất là khác Việt Nam. Uh, Uber nghĩ Uber vào Thái với vào Việt Nam cũng xem xem giai đoạn đó, cũng ở uh, giai đoạn cũng gần gần nhau. Thì vấn đề ở chỗ đó là ở Việt Nam thì đã khó không có các cái hành động pháp lý gọi là quyết liệt để 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 gọi là chống lại để ngăn cản những sự phát triển của các công ty gọi xe công nghệ mình không nói cái chuyện nó đúng hay sai nhưng mà rõ ràng là uh, cơ quan thực thi pháp luật đó, ở Việt Nam người chính sách Việt Nam họ, họ không quyết liệt trong cái việc cấm Uber hay là Grab rất không quyết liệt nha trong khi ở Thái Lan họ rất quyết liệt chỉ cần họ, sau khi họ cân nhắc cái việc là Uber họ không đảm bảo cái bảo hiểm cho các tài xế họ cấm ngay ngưng ngay hoạt động của Uber luôn đó thì mình thấy bên Thái họ khá là gắt cái chuyện đó. Rồi, à, cũng vào năm 2014 thì Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa Uber sau khi một hành khách của Uber đó, hành khách đi xe của Uber đó tố cáo một tài xế của Uber hiếp dâm cái người đấy, à, Nairi hả, à, sau đấy là cái người mà đã trở thành người đứng đầu bộ phận truyền thông toàn cầu của Uber đã viết thư cho một đồng nghiệp vào thời điểm đó ở Uber đó là đôi khi chúng ta sẽ gặp vấn đề bởi vì chúng ta giống như kiểu những tên à, gọi là hoạt động của chúng ta là hoàn toàn bất hợp pháp. Đó, ok vậy là cái bối cảnh của cái câu câu nói này ấy, là nó nằm ngay sau cái sự kiện mà Uber bị cấm ở Thái Lan năm 2014 và sau đó là bị cấm ở Ấn Độ khi mà một hành khách của Uber bị hiếp ở Ấn Độ. Đó, thì sau đấy thì họ đã nói một giám đốc của Uber đã nói cái câu này. Okay, vậy là cái bài báo lúc nãy của Politico á, họ chỉ điểm qua những câu nói chấn động thôi cái bài báo này thì mô tả chi tiết hơn là những cái câu nói chấn động đó nó, nó diễn ra trong hoàn cảnh nào rồi một cái chuyện mà chấn động thuộc hàng sự kiện ha, chứ không phải câu nói chấn động nhất đó là Secret Deal with Emmanuel Macron là mối quan hệ với tổng thống pháp rồi để xem rồi à, để xem À, trong bối cảnh à, là Uber đang trỗi dậy một cách gây tranh cãi tại Pháp thì công ty Uber đã có một cái đồng minh quan trọng trong chính phủ đó chính là tổng thống Emmanuel Macron người à, lúc đó mới chỉ là bộ trưởng kinh tế OK wow vậy là công nhận là lobby đúng người ghê mới vào Pháp mà lobby ngay ông bộ trưởng kinh tế mà ông đấy sau này lại trở ngay sau đó trở thành tổng thống à, công nhận là Uber lobby đúng người. Theo các phóng viên tại IC ICIJ, thì sau cuộc họp giữa Macron và Mark Mac Macron, người vận động hành lang chính châu bờ ở châu Âu vào thời điểm đó thì Mark Macron ông đã mô tả cái cuộc gặp đó là spectacular là ngoạn mục, ok ngoạn mục. Macron đã ép đã ép các những cái người, những cái người mà regulator là những người ban hành chính sách á liên quan đến hoạt động kinh doanh á là nới lỏng, nới lỏng các điều khoản cho Uber. Oh, wow, ok, cái đoạn này rất là hay ha. Đoạn này rất là hay. Đó là Macron đã gặp cái người đại diện để lobby cho Uber ở châu Âu thời điểm đó là Mark Macran. Rồi và hai người đã có những cái nói chuyện sau đấy và sau đó Mark McGann dùng cái chữ để mô tả là ngoạn mục và sau đó thì Macron đã ra lệnh cho cấp dưới những cái người mà đang kiểm soát hoạt động của bờ đó thì nới lỏng hoạt động nới lỏng cái chuyện kiểm soát đó oh, rất là rất là hay vào tháng 7 năm 2015 thì uh, Kalanick, Kalanick đã hỏi rằng liệu Bernard Cazenove uh, nội vụ nội vụ hả? Frank Interior là cái gì ta uh, chắc bộ trưởng nội vụ hay cái gì đấy nói chung là một cái quan chức của pháp đi ha à, xem là có thể tin cậy có phải tin cậy có có tin tưởng được hay không trong khi chính phủ đang cân nhắc để nới lỏng các điều khoản trong hoạt động của uber và hy vọng rằng à, công ty này sẽ đóng cửa công ty này hy vọng rằng công ty này có thể đóng cửa cái dịch vụ gây giảm giá mà đang gây tranh cãi là uber pop OK. Bản thân chính phủ Pháp đó, họ cũng cân nhắc cái Uber Pop. Macron nói với Kalanick rằng ông đã gặp các quan chức trước đó gồm cả Cazeneuve và thực hiện một cái thỏa thuận. Và giờ sau thì Uber đã đóng cửa cái Uber Pop này. À, nhưng sau khi hồ sơ bị rò rỉ, thì Cazeneuve nói với tờ Le Monde của Pháp rằng ông không biết gì về thương vụ này. <laughs> OK. Đồng ý nói à, chung lúc nãy á, chúng ta có đề cập đến cái việc á, là uh, uber á, thực hiện cái chính sách là chính sách giá uh, unsustainably đúng không? Un unsustainable đó là chính sách giá không bền vững là sử dụng giá thấp để tiêu diệt các đối thủ thì uh, bản thân uber họ luôn tránh né cái chuyện đấy thì trong đó là có một cái sản phẩm của uber ở pháp đó là uber pop á, thì họ có giá rất là thấp thì bản thân uh, cái 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 bộ nội vụ á, tức là bên 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 bộ chính xác bộ kinh tế đúng không của pháp thì họ đã yêu cầu là uber nên đóng cái này lại để tránh gây tranh cãi trong xã hội và sau đấy thì họ đã đã đóng cái chuyện này đấy rồi nói chung là họ đã có những cái trao đổi rất là trực tiếp với các cái lãnh đạo cấp cao của pháp rồi và cuối cùng cái ý cái ý cuối cùng đó là pyramid of Seed thì cái chuyện này nó nãy nó cái bài báo của bên Politico chưa đề cập ha đây cũng là một cái câu của giám đốc của Uber nữa Uber là một công ty khởi nghiệp đã tăng trưởng rất là nhanh trong sau 3 năm đầu tiên Uber đã hoạt động được ở 31 quốc gia và chỉ sau vài năm đã trở thành một cuộc cách mạng trong việc gọi xe và đã gặp phải một số va chạm à, tuy nhiên là sẽ đã gặp một số một số cái va chạm trong suốt cái chặng đường phát triển của nó rồi không rồi. Không bởi vì Uber đi quá nhanh, à, một giám đốc của Uber đã à, gọi cái cách tiếp cận ban đầu của Uber á, là too fast, là quá thô lỗ hả Rồi sau đó à, theo các cái tài liệu mà được à, ICIJ à, thu thập được, rồi Mark game người à, cái ông hồi nãy á, người lobby chính của Uber ở châu Âu đã nói đã nói với đã nói với một nhà tư vấn của Uber rằng không có bất kỳ cái hướng dẫn nào cho cái việc uh, ra mắt Uber ở Ba Lan. Baker nói về cơ bản Uber đã ra mắt và sau đó là một cuộc khủng hoảng về các quy định và pháp lý. Okay. Trong một bài thuyết trình, thì các cái giám đốc đã mô tả cái sự kiện đó là một pyramid of shit gọi là kim tự tháp của những thứ rác rưởi. À, được tạo thành từ các vụ kiện của các lái xe rồi regulatory investigation các vụ điều tra liên quan đến quy định các thủ tục hành chính và à, các cái vụ kiện tụng trực tiếp Thế tóm lại à, tóm lại tóm lại là cũng lại liên quan đến các cái rắc rối ở châu âu ở những cái quốc gia mà uber đã không được đã không hoạt động đã không triển khai hoạt động được một cách suôn sẻ thì ở các cái quốc gia đó Uh, uber đã gặp rất là nhiều vụ kiện tụng và các cái rắc rối thì cái, một cái giám đốc của uber đã gọi cái đó là pyramid of Sith. ok vậy thì tóm lại ở đây á, bài này nó tiết lộ nó cũng nhắc lại nó cũng nhắc lại ba cái câu nói ba cái câu nói uh, gọi là gây bão hiện nay đó là bạo lực là đảm bảo cho thành công tự nhận mình là cướp biển tự nhận hoạt động của mình á, là phi pháp và cái mối quan hệ của Emmanuel em macron và thêm một cái vụ nữa đó là họ nhận các cái rắc rối mà họ đang gặp phải ở các quốc gia liên quan pháp lý gọi là pyramid of shit rồi thì vậy thôi rồi câu chốt thì nói rằng là không phải tất cả những thứ ở trong cái vụ rò rỉ tài liệu này đều đã được công bố chúng đây chỉ là một phần à, cho nên là đây có lẽ chỉ là phần beginning của câu chuyện mới là phần mở đầu câu chuyện thôi và đừng bất ngờ nếu như có thêm nhiều sự xấu xí À, trong cái sự phát triển gọi là bùng nổ ấy, của Uber trong quá khứ ấy, sẽ được lên sóng trong những ngày tiếp theo. Ok, đấy, thì đấy là những cái nội dung liên quan Uber. Thì về cơ bản, ấy, về cơ bản thì như nãy giờ ấy, chúng ta tổng hợp lại cái đến đến thời điểm này ấy, của cái vụ Uber file này ấy, thì đơn giản là các cái tài liệu trao đổi nội bộ của các giám đốc cấp cao của Uber ha đã được các hiệp hội, các cái nhà báo trong hiệp hội thì nhà báo điều tra quốc tế không biết bằng cách nào mà họ đã thu thập được Đó, và họ tổng hợp lại thì hiện tại họ lick ra một vài một vài cái punchline thôi để gây bão thôi hiện tại thì mình có xem ở trên các cái báo các cái báo lớn ở của nước ngoài thì vẫn chưa có một cái thông tin một thông tin gì mới hay là có một cái gì liên quan đến các cái điều tra mới điều tra cụ thể của cân chức năng tham gia vào cái vụ này hết cho nên hiện tại là cái vụ này nó giống như là nó cũng đang đang trong quá trình chờ thôi. Thì OK, chúng ta sẽ chờ xem là trong những ngày tiếp theo á, thì liệu là có uh, có cái gì mới mẻ liên quan đến Uber á, phát hiện mới hay không, Uber có bị điều tra hay gì hay không? Uh, nhưng mà thực tế, á, hỏi là cái vụ này nó có ảnh hưởng đến Uber hay không? Thì đến thời điểm này á, mình nói là chưa. Thực ra thì cổ phiếu của Uber á, từ tháng 4 đến bây giờ nó đã rớt rất là nhiều rồi. Cổ phiếu của Uber cũng như hầu hết các công ty công nghệ khác, Google, Facebook. Tesla cũng vậy nữa, Twitter luôn. Đó từ tháng 4 đến giờ là họ đã rớt rất là nhiều rồi. Cho nên cái chuyện mà hiện tại giá cổ phiếu của họ không tốt ấy, thì cũng chẳng phải vì cái cái vụ Uber này đâu. Nó đã không tốt sẵn rồi. Chỉ trừ khi nè sắp tới nếu thực sự không phải chỉ là các nhà báo mà các cơ quan chức năng, công an này kia các quốc gia đó họ nhảy vô họ điều tra, chính thức họ điều tra Uber thì lúc đấy là cái Uber lúc đó cổ phiếu nó mới nó mới thực sự là nó rớt. Chứ còn hiện tại chỉ là cái vụ leak thôi vụ leak này thì ảnh hưởng nhẹ nhẹ thôi thì chúng ta hãy chờ xem hãy chờ xem những ngày sắp tới xem sao ha rồi thì cũng chia sẻ với các bạn một nãy giờ đã nói về vụ Uber file, nói về uber có rất là nhiều chuyện để nói chẳng hạn như là nói về cái việc là uber đó, đến khi uber là có phải là một cái mô hình kinh doanh thực sự tốt hay không đó đó là một câu chuyện mình nghĩ là rất là đáng rất là đáng để nói vì ai cũng nghĩ là uber kỳ lân là công nghệ thành công nhưng mà cũng cái chuyện đó mà đến bây giờ có thể là không biết là các bạn biết chưa nhưng mà thực sự là gần như chưa bao giờ uber, uber thực sự họ có lợi nhuận hết đó. chưa bao giờ có à, chỉ có cái báo cáo mình có xem cái báo cáo báo cáo tài chính đó, ở quý 1 năm 2022 mới vừa rồi luôn của uber đó thì thấy họ có báo cáo dương tức là báo cái, vẫn lỗ như các bạn lợi nhuận là vẫn âm nhưng mà trong một trong số các cái chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận đó, là EBITDA đó À, chính xác là EBITDA điều chỉnh, như là modify EBITDA đó, EBITDA điều chỉnh, adjusted EBITDA đó, đó thì cái EBITDA điều chỉnh của họ là dương, chỉ có cái đó là dương thôi. Nhưng mà thực tế lợi nhuận ghi nhận nó thì vẫn là âm, nhưng mà có cái EBITDA là dương, thì đó là một cái điểm điểm sáng là quý vừa rồi ấy là ở à, dương, bởi vì họ bán đi một số cái cái mảng kinh doanh, rồi ở một số cái thị trường khác kiểu kiểu thế, thì họ có dương một tí, đó nhưng mà về cơ bản là đến thời điểm này vẫn lỗ. Nên nếu các bạn thích, các bạn có thể tìm các cái bài báo, nó nó, nó trên bạn rất là nhiều. Đó là từ xưa nay rồi là can Uber ever make money liệu là Uber có thể nào mà làm ra tiền hay không? Có sẽ là một chuyện một cái câu chuyện dài. Mình chỉ muốn nói là đến ngay đến thời điểm này á, Uber vẫn chưa có lời vẫn chưa có lời như các bạn. Uber vẫn vẫn đang vẫn đang lỗ nha. Đó. Chỉ là các nhà đầu tư họ đang kỳ vọng kỳ vọng một ngày Uber có thể trở thành một cái gì đó kiểu thống trị đó giống như Google á, Google họ kiểu ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ mình nghĩ ừ, Google chỉ là công cụ tìm kiếm, email mà tìm kiếm không mất tiền, email không mất tiền, vậy thì Google tạo ra tiền bằng cách nào Đấy, đúng không? Đấy, thì hồi nhỏ là mình thắc mắc như vậy, sau này thì mình biết rồi, thì cũng tương tự như vậy thì Uber đến thời điểm này các hoạt động kinh doanh của họ về cơ bản tổng lại thì vẫn đang lỗ người ta là hỏi là đặt ra câu hỏi là đến khi nào thì Uber sẽ lời họ sẽ phải điều chỉnh giá à, mở rộng thị trường đến cái quy mô nào đấy hay là phải triệt hạ hết bao nhiêu đối thủ đấy thì họ mới có thể có lời được đấy thì đó là câu hỏi rất là hay và nó thích thì có thể tìm hiểu thì trong cái buổi hôm nay thì có thể nói tiếp thì nó sẽ hơi dài về Uber cho nên sẽ chỉ nói đến đây à, nhưng mà có một cái chuyện à, mình chia sẻ mình thấy cũng hay đó là ở trên tờ The Economist à, họ 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 đặt ra một cái ý ấy, mình thấy rất là hay À, đó là người ta, à, đó là người ta phát hiện các nghiên cứu chỉ ra rằng đó là sau khi á mà Uber tới ở các quốc gia đó thì cái việc mà say xỉn á, say xỉn nặng nề nó gia tăng. Đây, các bạn nhìn ở trên trên cái bài báo này, xem nào. Đây là các ứng dụng gọi xe đã cho phép nhiều người ăn nhậu hơn và làm tăng cái nhu cầu của bartender đấy nghiên cứu chỉ ra như vậy uh, one for the road nè uh, united states nè ở mỹ ha uh, các cái thay đổi trong tiêu thụ cồn uh, so với uh, năm trước khi uber uh, xuất hiện ở một cái thành phố đấy, cái nghiên cứu các cái dữ liệu này được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2016 ở dưới dạng phần trăm. Thì bạn nhìn ở đây này, đây là cái cái các cái đường gạch ở ba cái biểu đồ trên màn hình ấy. Đó các đường gạch đứng là cái thời điểm mà Uber xuất hiện ở các cái thành phố đó ở Mỹ là các đường gạch đứng. Rồi các đường xanh này ở cái biểu đồ thứ nhất đó là số lần uống hả? Ừ, nói chung là mức uống á, mức uống trung bình mỗi ngày. Đó, thì bạn nhìn nè, các bạn nhìn là ở phía trước, hình như các bạn không thấy con chuột của mình. Nói chung là ở cái hình thứ nhất đi, làm sao các bạn thấy con chuột ta? ở cái hình thứ nhất, đấy là phía trước á, nó rất là sát không. phía trước khi Uber đến á, số lần uống mỗi ngày á, nó sát không. nhưng mà sau khi Uber đến á, thì nó đã dốc lên rất là nhiều. Và tương tự như vậy á, cái hình thứ hai là Bring drinking uống uống nhiều say xỉn đúng không? là đấy nó cũng vậy luôn, uống nhiều say xỉn đúng không? là đấy nó cũng vậy luôn nói chung là cái cái này thì không không uh, chênh lệch nhiều nhưng mà cái heavy drinking á là say xỉn nặng á thì bạn thấy á, là phía trước á, là nó sát không mà phía sau á, nó đã vượt ở cái mức không lên cái mức 10 10 phần trăm tăng 10 phần trăm rồi để xem người ta ghi cái gì ở đây uh, bring cái chữ mà binh drinking á được định nghĩa là bốn uh, 4, 4 cốc đối với phụ nữ hoặc là 5 cốc đối với đàn ông trong 2 giờ đồng hồ Uh, bing drinking on five or more day in the past month, ok. rồi nói chung họ họ định nghĩa cái binh ring drinking rồi uh, còn uống nặng là uh, uống nặng là uống cái kiểu binh này nè mà trong năm hay là nhiều uh, ít nhất là 5 ngày ít nhất 5 ngày trong cái tháng trước đó thì được gọi là uống uống nhiều. <laughs> nếu vậy thì người Việt Nam chắc kiểu dân văn phòng đi <laughs> dân văn phòng ở Việt Nam <laughs> buổi chiều đi về mình nghĩ chắc một tuần có khi phải đi nhậu hai lần ba lần một tháng có khi cả chục lần vậy là dân việt nam dân kiểu sài gòn hà nội đồ mình nghĩ chắc là rơi vào cái nhóm heavy drinking này hết cứ là họ định nghĩa ở đây này mọi người họ định nghĩa ở đây này là cái binh á binh drinking á là cứ uống 4 ly đối với phụ nữ 5 ly đối với đàn ông thì gọi là binh drinking tức là uống nhiều đi tạm gọi là uống nhiều đi đó còn cứ có cứ có năm cái binh đó ít nhất năm cái binh đó một tháng thì gọi là người uống nặng nếu vậy thì dân Việt Nam chắc uống nặng hết đấy các bạn thấy này uh, số gọi là tỷ lệ tỷ lệ người uống nặng nó tăng khoảng 10% phần trăm sau khi mà Uber đến rồi để xem ha bài báo viết cái gì chúng ta tua nhanh xem Uber đã gặp phải một vài trắc trở trong cái hành trình 10 năm của mình trong những năm gần đây. Công ty dịch vụ xe của họ đã bị bùa vây bởi các bê bối quấy rối tình dục, các vụ kiện về hợp đồng của tài xế cũng như các cuộc chiến với cơ quan quản lý. Giá cổ phiếu của Uber đã giảm 1/3 kể từ khi nó được niêm yết vào tháng 5 à, tháng 5 năm 2018. Mình nhớ mình nhớ như là Uber Uber là niêm yết năm 2018, mình nhớ năm 2018 rồi sau tất cả những uh, vấn đề này thì có thể dễ dàng quên rằng các, các thành phố trên khắp thế giới đã uh, dựa vào Uber uh, đã 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 có xuất hiện Uber hiện tại uh, đã có mặt trên đường vào uh, hơn 700 thành phố bài báo này là công, uh, năm 2019 mọi người bài báo này là năm 2019 chứ không phải bây giờ ha tức là vào thời điểm 2019 họ đã có mặt ở trên uh, uh, 700 thành phố rồi trong số tất cả những thông tin thì Uber đã giúp những cái người đi tiệc tùng được trở về nhà an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 cho thấy sau khi Uber đến Portland, Oregon, bang Oregon, các vụ va chạm xe liên quan đến rượu đã giảm 62%. Nhưng đồng thời, sự lan rộng của các ứng dụng gọi xe có thể khiến mọi người uống rượu quá mức heavy drinking đấy hiểu biết rằng họ sẽ không có hứng thú à tức là họ không muốn uống nhưng mà rốt cục họ ấy gì à vì biết rằng họ sẽ không phải lái xe, ok, one be at a wheel rồi ok thì đúng, biết không lái xe cho nên mới nhậu nhiều. Rồi. À, một nghiên cứu mới của ba nhà kinh tế là Jacob, Birstop và Connor Lennon của đại học Louisville và Kessler của đại học bang Georgia cho thấy rằng sự phổ biến rộng rãi của các ứng dụng chia sẻ xe đã thực sự khiến đám đông ăn khuya, ăn khuya easier for late night crowd to bình đấy là uống, uống, uống rượu đêm, bing nhậu, nhậu đêm, nhậu đêm phổ biến hơn. đấy. các bạn, các bạn đọc bài báo này, các bạn có, có, có cảm thấy có cái gì có cái gì bất thường không? đây chính là cái ý ý lúc nãy đó, ý lúc nãy mình nói đó, đó là uber đó họ trả tiền cho các nhà nghiên cứu để nói tốt về họ thì đây đây chính là một cái bài báo như vậy. đấy cái bài báo do nhóm ba nhà khoa học đúng không ba nhà kinh tế ở cái ba nhà khoa học là ông uh, Bookdorf, ông Lennon ở Louisville và ông uh, Telser ở Georgia State University đó thì ba người này cho ra một cái công bố đó là kể từ khi Uber xuất hiện ở Portland Oregon thì các vụ tai nạn đâm xe do bia rượu giảm 62% trăm trời ơi ngon hành tráng các bạn đâu phải là xưa giờ không có Uber thì người ta không có cách nào về nhà đâu đúng không? là nếu mà giả sử mà say xịt đồ thì người ta đặt taxi, người ta đi xe ôm rồi cũng được tức là xưa giờ là đã đã có cái hình thức gọi xe là bình thường rồi. Đó, nhưng mà cái nghiên cứu này lại chỉ ra rằng Uber đến cái thành phố đó một cái, tỷ lệ xe nạn xe hơi, tai nạn xe hơi giảm 62%. Ghê chưa? Đấy. Thì Uber chính là họ dựa trên những cái nghiên cứu như thế này họ bưng những cái nghiên cứu này họ đưa đến cho các nhà quản lý nói thấy chưa tao là có lợi cho xã hội đó họ lớp bi lớp bằng chuyện đó chứ không phải là kiểu như kiểu mà như kiểu việt á đâu là cứ đến ở là ok tao đưa cho mày tiền hoa hồng mày mua test test của tao đi đấy kiểu thế không phải đó mà họ họ, họ, họ đưa nghiên cứu đàng hoàng này, các bạn mình cũng chẳng biết là cái nghiên cứu này nó có dựa trên một cái gọi là một cái dữ liệu nào nó nó, nó, nó gọi là nó đủ tốt hay không hay là nó có gọi là cái bài hay là có có cái sự bóp méo dữ liệu gì hay không đấy, nhưng mà thực sự nếu mà cái kết quả nghiên cứu này chỉ ra như vậy là quá tốt kiểu uber tới tai nạn bia rượu nó, nó giảm 62%, phần trăm khủng khiếp thiệt đấy rồi để xem người ta còn nói gì nữa nào à, bằng các cái đối sánh dữ liệu về à, tính khả dụng à, và các cuộc à, khảo sát về sức khỏe từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ thì các tác giả nhận thấy mức tiêu thụ rượu bia đã tăng trung rượu tăng 3% uống quá chén tức là heavy drinking á, trong đó một người uống à, à quên cái binh á à, một người uống 4 hoặc 5 ly trong 2 giờ thì tăng 8% và uống rượu nhiều heavy drinking tức là uống ít nhất là 5 lần một tháng thì tăng 9% trong vòng một vài năm sau khi công ty dịch vụ gọi xe đến thị trấn mức tăng thậm chí còn cao hơn ở các thành phố không có phương tiện giao thông công cộng. Ờ, à, cái này thì đồng ý, <laughs> đồng ý. Ghê thiệt, nơi sự hiện diện của Uber khiến mức độ uống bia rượu trung bình tăng 5% và trường hợp uống say là 20%. À, còn uống uống, à, uống, nặng, á, u, uống 5 lần một tháng á, thì vẫn tăng 9%. Rồi, đáng chú ý, việc uống rượu quá mức à, đã giảm đã giảm à quên ừ đúng rồi đã giảm à, trước khi mà uber xuất hiện à, cho thấy rằng các cái chứng cứ à, liên quan là cái sự xuất hiện của uber nó đã ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng <laughs> cái chữ be behavior mà bữa trước à, Sát hưng nói ấy. À, cái nghiên cứu này nó hay quá nó là một cái minh chứng sống động à, cho cái việc à, hai chuyện à, thứ nhất là uber đến thì tai nạn giao thông là sụt giảm cái ý thứ hai là uber đến thì mọi người nhậu nhiều hơn tức là số người ấy tỷ lệ số người mà uống nhiều hơn năm ly trong vòng 2 tiếng một hồ đồng hồ á thì số người uống cái chuyện kiểu đấy nó tăng lên và số lần uống của cái người đó trong vòng một tháng cũng tăng lên đấy, nhờ Uber Ok nghiên cứu này nó cũng kỹ quá ha Nói chung là nó cũng nó cũng nói hai mặt mặt tốt là Uber giảm tai nạn giao thông nhưng mà mặt xấu nó khiến mọi người nhậu nhiều hơn đồng ý không biết là Việt Nam Việt Nam, à? Việt Nam thì chắc là không có cái thống kê này được. Làm sao mà? Tại vì CDC ở Mỹ á, bạn thấy không? Họ dựa trên cái dữ liệu của CDC ở Mỹ là người ta thống kê được là người Mỹ á, ở thành phố hay là ở các cái bang á, là trong cái quý đó hay trong cái năm đó là họ uống trung bình là bao nhiêu bia rượu. Đấy họ có thống kê cái chuyện đó. Chứ còn Việt Nam thì chắc không 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 có cái thống kê kiểu đấy Nên là nghiên cứu đó mà triển khai ở Việt Nam thì chắc không được. À, nhưng mà mình nghĩ à, mình nghĩ ở Việt Nam ở Việt Nam chắc không đâu, không ảnh hưởng đâu. Mình nghĩ là ở, ở, Mỹ thì có thể vì có thể là ở cái hoàn cảnh ở Mỹ á, mình nghĩ là bắt taxi này kia có thể nó sẽ nó sẽ vất vả hơn chứ mình nghĩ như bối cảnh ở Sài Gòn và Hà Nội á là xe ôm á rất là dễ bắt đứng ra vẫy vẫy nhất là cái cái vị vị thế vị trí của các cái quán nhậu nữa nó rất là gần nó ở mặt tiền nó gần các cái ngã tư đồ nè và chắc chắn với ông xe ôm là cũng quẩn quanh ở quên có quán nhậu rất là nhiều cho nên là bắt xe ôm là đi về rất là dễ cho nên mình nghĩ là nếu giả sử có một cái nghiên cứu như thế này nè thực hiện ở việt nam nè thì mình nghĩ là cái tỷ lệ mà người uống nặng hơn đó, uống nhiều á do sự tham gia của uber hay là Grab rồi go check ở việt nam đó, thì mình nghĩ là chắc chắc sẽ không không có sự thay đổi như ở mỹ đâu ở việt nam thì có rất là nhiều phương án đi về với lại là nói thật là trước khi cho tới trước khi mà nghị định 100 nghị định 100 Nghị định 100 vào cuối năm 2019 đúng không? Đầu năm 2020 vậy ờ, 2019 à, Nghị định 100 2019 chín, Nghị định mà nó tăng cái mức xử phạt Đối với người mà có nồng độ cồn trong trong hơi thở đó Đó là bây giờ ngày trước là phân ra các mức Đó là bao nhiêu mg trên một lít khí thở đúng không? Là bị phạt ở các mức Bây giờ là chỉ cần có có nồng độ cồn trong hơi thở thôi Các bạn uống một cái ly rượu nhỏ xíu vậy thôi Hay là uống chừng khoảng hai hớp bia thôi Đó là thổi vô máy cồn đó là chết chắc ở xe xe ô tô xe ô tô bị phạt 40 triệu phạt 40 triệu nó bằng như là một năm hay sao đấy một hai năm vậy nói chung là phạt rất nặng thì mình nghĩ là cái 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 cái, cái nghị định 100 trăm đó nó có tác động đó, thì rõ ràng rồi sau đấy là mình thấy dân đồ là ít nhậu hơn hẳn chứ còn hồi trước thì nói thật là nhậu vô rồi đi lái xe máy rồi bình thường ví dụ mình đi bạn mình kiểu uống uống mà kiểu uống, rồi, uống rồi. người mà chừng chục lon rồi đó mà thấy kiểu vẫn lái xe máy như bình thường chứ có ai sợ sệt là, là là phải gọi xe taxi đồ đâu đâu, chứ là bình thường trên cái kiểu người Việt Nam là như thế, với lại đi xe máy đi nội thành nữa cũng cũng không có đi nhanh được. trên mình nghĩ là nếu nếu mà có nghiên cứu như thế này để chứng minh hai cái tác động, tác động thứ nhất là các cái app ứng dụng gọi xe này nè nó làm giảm tai nạn giao thông đó cái thứ nhất và cái thứ hai là app gọi xe này nè làm tăng cái mức độ uống bia rượu thì mình nghĩ là cả hai cái tác động này ở Việt Nam thì mình nghĩ là sẽ không có bởi vì dân Việt Nam là lì hơn và xưa giờ đã uống nhiều rồi chứ không phải là như như ở đây như ở Mỹ mấy thành phố ở Mỹ. OK thì đấy đây 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 là một cái cái minh chứng cho cái chuyện nó có những cái thông tin nghiên cứu khoa học đàng hoàng để bổ trợ để hỗ trợ để ủng hộ cho cái việc xuất hiện của bờ ở các thành phố thông có con số mình thấy rất ấn tượng giảm được 62% Tai nạn ở thành phố Portland ở bang Oregon, mình thấy rất là hay. Nếu mà đi đến đâu mà Uber họ cũng trình ra được những cái nghiên cứu kiểu như thế này, thì chắc chắn là nhà quản lý họ sẽ họ sẽ ủng hộ Uber rất là nhiều. Đấy. mà thực ra thì họ cũng chẳng cần đi đến đâu họ cũng làm nghiên cứu các bạn. Họ chỉ cần có một vài nghiên cứu ở một vài thành phố nào đấy mà cái kết quả nó ra dương tính thôi. Tức là họ có thể thực hiện cái nghiên cứu này ở hàng chục, hàng trăm thành phố khác nhau ở Bắc Mỹ rồi ở Châu Âu, đấy nhưng họ chọn ra họ chọn ra những cái thành phố nào mà có dữ liệu á ủng hộ cho họ tức là những cái thành phố đó mà họ đến tai nạn giao thông giảm thì họ mới trình ra các cái kết quả nghiên cứu nó tốt cho họ thì từ đó cái nhà quản lý ở các quốc gia khác là tưởng cứ tưởng rằng là ok cứ uber đến là tai nạn giao thông giảm kiểu vậy đấy thì đây đây là một cái câu chuyện bonus câu chuyện là chia sẻ thêm về uber thôi à, còn nói về câu chuyện hoạt động kinh doanh của uber ok chúng ta sẽ để để khác ha rồi thì đấy, đó là cái câu chuyện Uber chúng ta sẽ uh, tóm tắt lại là uh, trên uh, tờ Guardian của Anh thì hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế họ đã tiết lộ là họ đang sở hữu 124.000 các cái tài liệu uh, liên quan đến các trao đổi uh, bằng email thư từ uh, tài liệu giữa các giám đốc của Uber với nhau trong giai đoạn 2014 đến 2016. Đó, nói về các việc giao dịch uh, trái phép ở nước ngoài, bi rồi tạo ra các cái nghiên cứu để hỗ trợ cho hoạt động à, gọi là là, là là thay đổi chính sách các cơ sở tại để hỗ trợ cho cái việc mở rộng thị trường của Uber đấy, cũng như là cản trở hoạt động điều tra cũng như là các cái phát ngôn những cái câu nói gây chấn động của các giám đốc Uber đấy, thì hiện nay là đã tiết lộ được như vậy thì chờ xem ha mình nghĩ là chắc cũng phải gần mất mấy tháng đấy hồi đó cái tài liệu Pandora đó, đó mà người ta lần dở mấy trăm ngàn trang tài liệu đó thì cũng cũng mất rất là nhiều thời gian thì mình nghĩ là cái câu chuyện này chắc là nó có lẽ nó sẽ còn kéo dài hết năm nay thôi chúng ta phải chờ nó có khi chờ một tháng 2 tháng nữa thì mới biết là nó có thêm tình tiết gì mới hay không đấy đó là câu chuyện đầu tiên à, câu chuyện về uber rồi câu chuyện thứ hai có thể là à, chắc là nhiều bạn nhiều bạn sẽ